đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, biển không biên giới như tình anh với em, không còn yêu chiều như tôi. Vâng, tôi đề nghị các vị đại biểu của gia đình nhà gái chúng ta với tấm lòng và tình cảm, mến khách hãy nhường những hàng ghế để đón các vị đại biểu của gia đình nhà trai đã về trong một chiều hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị các bạn kính mến, và như vậy là giờ này chuyến tàu hạnh phúc của gia đình nhà trai cùng với cái giải minh đoàn đã chính thức cập bến môn trường của gia đình nhà gái chúng ta. Vâng, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình và gia đình hôm nay xin gửi tới tất cả các cụ công các bà các bác anh chị một lời chào, một lời chúc sức khỏe, chúc cho đôi bạn trẻ hạnh phúc mãi mãi bên nhau đến khi. Vâng, và xin chân thành cảm ơn sự diện của quý vị các anh chị các bạn đã có mặt trong ngày hạnh phúc hôm nay. Mời quý vị các anh chị các bạn cùng mời chầu, mời thuốc, mời nước, đúng là trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Vợ chồng như sông ngân hà, đắp xây chung một mái nhà, tình yêu muôn kiếp mặn mà là đây. Thưa quý vị các anh chị các bạn kính mến, trái đất không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, bởi một lẽ ngày vẫn tìm về bên nhau, đó là một quy luật tất yếu. Và tình yêu của Hồng Thắm và Minh Toàn là vậy. Trải qua một thời gian dài tìm hiểu để xuống đắp của đôi bên gia đình cũng như cơ quan đoàn thể, tình yêu của hai em đã đến ngày đơm hoa kết trái. Và được sự nhất trí của đôi bên gia đình cũng như cơ quan đoàn thể, cho các đôi bạn trẻ được tổ chức buổi lễ thành hôn. Và giờ này chính thức được sự nhất trí của đôi bên gia đình cũng như cơ quan đoàn thể, cho phép đoàn đại biểu của gia đình nhà trai cùng với chú rể Minh Toàn có mặt tại hôn trường để cùng thực hiện một công đôi ba bốn việc. Đó là gì ạ? Vâng, đó là những thủ tục tiến tới lễ thành hôn. Vâng, lễ ăn hỏi, lễ đặt chầu, lễ nạp tài, lễ xin cưới và lễ xin dâu sẽ được chính thức thực hiện trong giờ này. Vâng, và lời đầu tiên chúng tôi xin đề nghị quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho giờ phút hạnh phúc này ạ. Vâng, và để mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai giờ này sẽ lên trước hôn trường để phát biểu ý kiến, triển khai những chương trình của gia đình nhà trai sẽ được thực hiện trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin kính mời bác hãy ra trước hôn trường ạ. Vâng, chúng ta kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ công các bà, cô dì chú bác, tổ mợ và các bạn của đôi bên gia đình. Qua một thời gian cháu Toàn và cháu Thắm tìm hiểu và yêu nhau, đến nay tình yêu của các cháu đã chín muồi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ đặt chầu cho hai cháu. Tôi xin thay mặt họ nhà trai và thay mặt ông bà ông Tú sắm lễ lên đặt chầu cho hai cháu Thắm và Toàn. Chính họ nhà trai chúng tôi gồm các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác và toàn thể các bạn của cháu Đoàn. Cuối cùng, chúc toàn thể hai họ mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu rất ngắn gọn. Và đặc biệt là cũng thể hiện ý chí những nội dung chương trình, đó là dâng lễ trong buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Đúng là hoa hé nở rồi ngày vui tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ đưa nhau về xây tổ ấm. Để cầu phúc cầu duyên, cầu cho hai cháu nên duyên vợ chồng, hôm nay làm lễ tơ hồng, nhịp cầu hạnh phúc bắt đầu từ đây. Vâng, vấn đề nối tiếp nhịp cầu hạnh phúc hôm nay là ý kiến phát biểu tiếp theo ý kiến của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai, là ý kiến phát biểu của vị đại biểu. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt họ nhà gái gửi tới đoàn đại biểu họ nhà trai lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin báo cáo với các vị như thế này. Cháu Lại Hồng Thắm là con cháu thuộc dòng tộc chúng tôi và gia đình chúng tôi. Trong quá trình đi học tập
tu nghiệp đã tìm hiểu cháu Toàn quê ở Hải Dương, Hải Hậu, và các cháu quyết định là đi đến hôn nhân và về báo cáo với hai bên gia đình. Được hai bên gia đình nhất trí và báo cáo với các vị trong hai họ là hai gia đình chúng tôi đã đàm đạo và bàn bạc để tiến tới lễ thành hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Mấy ngày vừa qua, họ chúng tôi đã tổ chức đón khách bên nội, bên ngoài, khách gần, khách xa, bầu bạn của các cháu về chung vui với gia đình, chúc mừng gia đình và chúc phúc cho các cháu. Và đồng thời chắc chắn là họ nhà trai ngày hôm qua và hôm nay cũng vậy. Chúng ta đã chọn được cái ngày tốt nhất và cái giờ này là cũng là giờ tốt nhất mà họ nhà gái chúng tôi dành để đón họ nhà trai, làm các thủ tục cần thiết theo phong tục tập quán của địa phương, và chúng tôi đưa cháu về dưới Hải Hậu cùng với họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn. Trong cái thời khắc quan trọng như thế này, trong bầu không khí vui mừng phấn khởi và nồng ấm như thế này, giàu có, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ, tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái, cũng là thể hiện ý chí, sự đón nhận, sự tâm đồng, ý hợp với quan điểm của gia đình nhà trai hôm nay đã trình bày. Kính thưa tất cả các cụ công, các bà, các bác, các anh chị, như vậy vẫn là đôi bên hai họ đã được sự thống nhất và cho phép gia đình nhà trai được thực hiện phần lễ đầu tiên, đó là phần lễ ăn hỏi, và đại diện cho hai bà mẹ sẽ lên trước vâng bàn lễ để cùng trao và nhận lễ. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày nay. Kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày nay. Anh thân như dễ thương người mà
nào hãy nhanh chân lên anh. Một ngày nắng mới đang trong xanh, bao ngày vui hạnh phúc đã đến rồi. Trong lòng em tự dưng thấy buồn. Chỉ có anh và em tay cầm tay đi trong mê say. Ngày hôm nay thật vui bên cạnh em, giờ đây có anh rồi. Nhìn em xinh đẹp như muôn ngàn hoa thơm ngát hương bay. Và anh trông đẹp hơn khi nhìn anh đang rất tươi cười. Vì em chính là cô dâu hiền ngoan cho anh thêm yêu. Còn anh chính là chú rể của em đẹp nhất trên đời. Và xung quanh thật đông bạn bè thân chúc phúc đôi ta. Nào hãy hát lời ta, anh và em chấp cánh bay xa. Người vẫn đò đến trong đời đừng có mấy khi. Nào em vươn lên và đừng có tích chi. Mong chờ điều hạnh phúc giờ cũng đã tới. Mong chờ điều có diệu thơ hạnh phúc mới. Anh và em ta trong tay về đến cuối trời. Anh và em ta trong tay người đã suốt đời. Hôm nay xung quanh anh một ngày mới như đang trôi so. Trong lòng bao ngỡ ngàng bộn bề. Một niềm vui cứ đang ùa về. Một gọi vốn cho em thân yêu. Từng ngày qua trong anh cô liêu. Anh chờ mong ngày ta thành đôi. Từ lâu lắm rồi. Anh thân như dễ thương. Người mà em bao đêm vẫn vương. Anh nhìn xem kia trên phố phường. Mọi người đang ngạc nhiên rất lạ. Nào hãy nhanh chân lên anh. Một ngày nắng mới đang trong xanh. Bao ngày vui hạnh phúc đã đến giờ. Trong lòng em tự dưng thấy buồn. Chỉ có anh và em tay cầm tay đi trong mê say. Ngày hôm nay thật vui bên cạnh em, giờ đây có anh rồi. Nhìn em xinh đẹp như muôn ngàn hoa thơm ngát hương bay. Cô dâu hiền ngoan cho anh thêm yêu. Còn anh chính là chú rể của em đẹp nhất trên đời. Và xung quanh thật đông bạn bè thân chúc phúc đôi ta. Nào hãy hát lời ta, anh và em chấp cánh bay xa. Yeah, so, so happy, happy, happy. Mọi bắt đầu rồi cũng sẽ cho chúng qua đi. Nghe vượt đò đến trên đời đừng có mấy khi. Nào em vui lên và đừng có thích chi. Mong chờ điều hạnh phúc giờ cũng đã tới. Mong chờ điều có diệu thơ hạnh phúc mới. Anh và em ta trong tay về đến cuối trời. Anh và em ta trong tay người đã suốt đời. Chỉ có anh và em tay cầm tay đi trong mê say. Ngày hôm nay thật vui bên cạnh em, giờ đây có anh rồi. Nhìn em xinh đẹp như muôn ngàn hoa thơm ngát hương bay. Và anh trông đẹp hơn khi nhìn anh đang rất tươi cười. Vì em chính là cô dâu hiền ngoan cho anh thêm yêu. Còn anh chính là chú của em đẹp nhất trên đời. Và xung quanh thật đông bạn bè thân chúc phúc đôi ta. Nào hãy hát lời ta, anh và em chấp cánh bay xa. So, so happy, happy, happy. Mọi người đau thương sẽ cho chúng party. Để vượt đò đến trong đời đừng có mấy khi. Nào hãy vươn lên và đừng có biết chi. Mong chờ điều hạnh phúc dù đã tới. Mong chờ điều có diệu thơ hạnh phúc mới. Anh và em ta trong tay về đến cuối trời. Anh và em ta trong tay người đã suốt đời. Cô dì chú bác cậu vợ của hai gia đình,
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, ngày vui nhất của hai gia đình và ngày hạnh phúc nhất của hai cháu Toàn và Thắm. Họ nhà trai chúng tôi lên thư chuyện với các ông, các bà. Chúng tôi có lễ xin dâu, mong rằng các cụ công các bà trên này nhận lễ cho phép chúng tôi được đón cháu về họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đồng thời chúng tôi xin kính mời các cụ công các bà vớt chút thời gian tới quê hương Hải Hậu của chúng tôi dự lễ thành hôn cho hai cháu thêm phần vui vẻ. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu những nhân vật dâng lên. Vâng, đối với tổ tiên để xin dâu. Sau đây thì chúng tôi xin mời ý kiến của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Xin chào các quý vị. Tiếp theo lời nói của họ nhà trai thì tôi xin nói thêm với ông là bây giờ là giờ tuyệt đẹp rồi, ngày đẹp, nhưng mà bây giờ là giờ tuyệt đẹp. Họ nhà trai có lẽ dâng lên bái yết tổ tiên chúng tôi và đề nghị với họ nhà gái là xin nhận dâu thay mặt cho bà con trong họ, dòng họ và gia đình. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí và xin mời các bác tiếp tục xây cầu, mời cầu mời nước và chúng ta tiếp tục các công việc để đón cháu về dự lễ thành hôn ở dưới cái nhà. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, đó là sự nhất trí của hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình. Vâng, và giờ này thì như hai vị đại biểu đã nói, giờ lành đã đến và chú rể của chúng ta được phép đón con dâu ra làm lễ gia tiên. Và chúng ta cùng chúc mừng cho giờ phút này chúng ta. Anh biết rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lại tay anh đi mình sẽ. Và xin mời. Vâng, những cái bắt tay. Vâng, rất là cảm động sự tình cảm của hai gia đình. Vâng, xin cảm ơn và xin mời vâng mẹ chồng hãy trở vào phía trong nhà. Tiếp giờ này đã chính thức đơm hoa kết trái và một chút quà nho nhỏ cha mẹ trao cho các con để làm vốn để vun đắp cho vườn cây hạnh phúc của cha mẹ ươm trồng mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm của cha mẹ đã dành cho các em trong ngày hạnh phúc hôm nay và suốt cả cuộc đời. Về trong ngày hạnh phúc này và xin vâng trao quà cho các cháu trong ngày hạnh phúc. Chắc chiêu lâu lắm rồi và ông bà chờ đợi ngày hạnh phúc này. Vâng, ngày hạnh phúc của các cháu yêu của bà hôm nay, bà trao cho các cháu một chút quà nho nhỏ cùng với những lời chúc các cháu luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Các cháu và cô chú đại diện cũng có một chút quà đã thay mặt cho các cô các chú để cùng trao cho các cháu yêu trong ngày hạnh phúc này. Vâng, xin đại yêu trường chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm của các cô các chú. Một phần quà của một bác đại diện bên ngoài đại diện.
Và các bạn đã không quản đường xá xa xôi, cùng bất chấp thời gian của Ngọc trở về đến trung tâm phòng kinh của gia đình của nhà trai chúng tôi. Để cho gia đình xin được cân nặng, xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu và cùng chứng kiến những cái giây phút hiếm nhất của hai bạn trẻ trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể quý quan viên đại trưởng hò, thật đúng là cây gốc cội, nước có nguồn, con người sinh ra đều có tổ tiên ông bà cha mẹ. Và nhờ phúc ấm của tổ tiên để rồi hai bạn trẻ được có những ngày hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu cô dâu và chú rể sẽ đứng lên vào trong phía bàn thờ gia tiên để thắp những nén nhang tỏ lòng thành kính. Xin được trân trọng kính mời hai em. Thương nước nhớ nguồn,
những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Toàn thể quý quan viên ai chồng họ, một lần nữa ban tổ chức xin phép được thay lời cho gia đình cũng như bà cha xin được trân trọng kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nâng chén nước chè xanh đường tình nghĩa, những điếu thuốc thơm quyền miếng trầu nồng mừng cho hai bạn lên vợ lên chồng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, hai bà trẻ lớn lên và sinh ra trên hai mảnh đất quê hương yêu dấu của chúng ta, và để rồi trải qua những năm tháng tìm hiểu của hai bà trẻ có những đêm trăng khuyết trăng tròn, và để rồi đến ngày hôm nay được sự thống nhất giữa đôi bên gia đình hai dòng họ, và đã được chính quyền địa phương đăng ký kết hôn cho hai bạn, và đôi bên gia đình chúng tôi đã chính thức tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai bạn trẻ vào trong ngày hôm nay. Giờ này tại trung tâm phòng kính của gia đình, sự có mặt rất đông đủ của toàn thể quý đại biểu khách quý, quý cô của bà, quý anh chị cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã không quản đường xá xa xôi cùng bất chút thời gian của Ngọc trở về đến trung tâm phòng kính của gia đình họ nhà trai chúng tôi, là một niềm vinh hạnh lớn đối với gia đình cũng như hai bạn trẻ trong ngày hôm nay. Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị anh chị và các bạn cùng mấy đất mời thúc mời chầu, và ban tổ chức xin phép được chính thức tuyên bố mời lễ thành hôn của bà cha xin phép được bắt đầu. Vâng, và kính thưa toàn thể quý đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể quý quan viên hai dòng họ, thật đúng là trải qua những năm tháng tìm hiểu của hai bạn trẻ, qua những đêm trăng khuyết trăng tròn, hình ảnh ông trăng bên những con đò, dòng sông thơ mộng cùng một ngào hai tiếng quê hương, và quả thật đúng vậy, trời kia ai nhuộm mà xanh, má kia ai nhuộm để anh say lòng, và đi rồi ai, ai đã thức cánh cho chim bay về tổ, ai đã mở đường cho hai bạn làm quen, ai ai đã bắt nhiều cầu tre cho chàng là chàng bên này, thương em là em bên này. Và để đáp lại sự có mặt rất đông đủ của quý vị đại biểu khách quý, quý quan viên hai dòng họ đã trở về đến căn phòng hạnh phúc của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng mời nước mời thuốc mời chầu, và cùng hướng cặp mắt lên trung tâm phòng kính của gia đình để chứng kiến một hình ảnh rất đậm nét không thể thiếu được trong ngày hôm nay. Đó chính là hình ảnh hiện diện hai bà trẻ sẽ đứng lên chào quý quan viên đại chúng họ, và hai bà trẻ sẽ trao cho nhau bông hoa ngày cưới. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị khán giả, từ chúng ta chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu quý vị, đặc biệt trong ngày hôm nay của gia đình hai bạn trẻ cũng có những vật kỷ niệm trao cho nhau. Đó chính là trong ngày hôm nay của gia đình, chúng ta chương trình có mặt tham gia. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể quý quan viên hai dòng họ, quý vị anh chị và các bạn, chúng ta vừa được chứng kiến một hình ảnh rất đậm nét không thể thiếu được trong ngày hôm nay. Đó chính là hình ảnh hiện diện hai bà trẻ vừa đứng lên chào quý quan viên hai dòng họ, và hai bạn vừa trao cho nhau bó hoa ngày cưới. Vâng, thật đúng vậy, anh đẹp hai người, hai người đẹp nhất hôm nay, cô dâu chú rể đều say mê tình, và đi rồi hát lên đi các cụ ông ơi, hát lên đi các cụ bà ơi, hát lên đi các bạn trẻ ơi, mừng cho hai bạn đẹp người đẹp đôi. Chương trình văn nghệ chúc mừng ngày phúc trăm năm cho hai bạn trẻ trong ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng mời nước mời chúc mời chầu, và xin giới thiệu quý vị một giọng ca rất trẻ trung rất đẹp trai, một giọng ca nửa vời tức nở, một giọng ca đã làm xúc động hàng triệu triệu con tim của các bạn trẻ đã yêu, các bạn trẻ đang yêu, và đặc biệt là các bạn trẻ sắp bước vào tình yêu.
gia đình cũng như chúc tặng tình yêu của hai bạn trong buổi lễ tình ơn hôm nay. Chúng tôi bạn nhạc trẻ Hoa Ban xin gửi tặng của tình vị các anh chị em hiện từ đây một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh với ca khúc Mời Chầu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hoạch lòng dành trắng đánh, xin mời anh cùng rơi tiếng chầu rộng ràng trong phố ngoài đồng mặc hải chiếc mái quần tơ hồng trời. Hôm nay
mời cha mẹ đưa lên trong ngày vui ngày phúc của hai em hôm nay. Thật đúng là dịp đây em sắp đi nào, chỉ 5 phút nữa em vào vòng loan. Xin mời về là sẽ vào tay thật to, thật dài để chúc mừng tình yêu của hai bạn hôm nay. Và kính đưa tình trong ngày phúc của hai bạn hôm nay, Minh Toàn nói với Hồng Thắm rằng ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bắt chàng về xây, xây dọc vừa lại xây ngang, xin nò bản nguyện cho nàng vừa chân. Và Hồng Thắm cũng nói với Minh Toàn rằng anh ơi tranh dòng đẹp bởi trăng tròn, tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn, đại diện bao bạc đầu nghiệp phu thê. Một lần nữa xin mời Minh Toàn chẳng hạn tay thật to thật dài để chúc mừng. Và giờ đây xin mời con sẽ xin chào bên nhà chồng, chú rể sẽ xin chào bên ngoài. Giờ đây xin mời hai em cùng rót rượu. Sau khi mời cha mẹ đôi bên thì hai em sẽ quất tay nhau uống rượu chào mừng. Bên cha mẹ ly rượu hiếu rượu tình, mong cha mẹ chúc con làm dâu rể kể từ ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời cô dâu chú rể cùng tiến ra trước khán phòng hạnh phúc và gia đình. Xin mời em cùng đứng ra trước khán phòng và gia đình để cùng uống rượu chăm môi với sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên. 2, 3, 4, 1 anh Huy ơi, một điểm đẹp đẽ nhất trong ngày vui ngày phúc của hai bạn không thể thiếu được, đó là hai em uống rượu chăm môi với sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên gia đình. Và giờ đây chúng con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của cha mẹ đôi bên. Giờ này ban tổ chức quản lý trân trọng cả kính mời cô dâu chú rể cùng tiến sang màn bánh hạnh phúc. Đặc biệt trong ngày vui ngày phúc của hai bạn hôm nay với sự chứng kiến của thầy quý vị về chúc ngày vui với gia đình và chúc thầy chúc mẹ ta đánh vai chúc tình chúc xây hạnh phúc gia đình và đẹp lòng cha mẹ trọn tình ước mơ. Và đúng vậy, hôm nay đây thì đến đã cặp thuyền xin về tổ ấm trong niềm vui chung vợ chồng hai chữ đồng tâm và tình yêu son sắt thiết tha mặn nồng. Xin mời mình vào trong tay thật to. Đôi bên cùng trở về phía hàng bàn ghế xanh hơn. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn là rất kính mến. Quý vị, chúng ta vừa chứng kiến bước khởi đầu hạnh phúc của hai bạn trong ngày vui ngày phúc hôm nay. Hôm nay tại căn phòng hạnh phúc của gia đình, ban tổ chức đoàn mình trân trọng kính mời các quý vị, các anh chị em, chúng ta tiếp tục cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu và để liên tục chương trình văn nghệ chúc mừng ngày vui ngày phúc của hai bạn hôm nay. Xin mời các quý vị cùng làm quen với tiếng hát của ca sĩ Thái Bin. Xin mời Thái Bin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là tuyệt vời, lúc thì thấp thấp, lúc thì cao cao, lúc thì tà tà mà đất mà lúc thì vắt vẻo ngọn tre, mà quý vị ngồi phía dưới chúng ta nghe hay quá mà quên cả vỗ tay mất rồi. Một lần nữa xin đề nghị quý vị dành những tràng vỗ tay thật công nhận để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị đầu khách quý, kính thưa toàn thể quý quan quý đại chúng, thật công là yêu nhau thì mấy đứa cũng trèo, mà trong số cũng đội và ngàn đèo cũng qua. Hát và trẻ lớn lên và sinh ra trên hai mảnh đất quê hương yêu dấu của chúng ta. Và để rồi đến mùa đông năm nay, với những cơn gió yêu rất lạnh tràn phủ xuống quê hương chúng ta, thì cũng là lúc hai bà trẻ họ đến với nhau bằng một tình yêu nồng nàn say đắm, một lời nguyện ước trăm năm lên nghĩa vợ chồng. Vâng, và quả thật đúng vậy, sông quê ta vừa trong vừa mắt, mà đường quê ta thì cũng thoáng mắt lại dễ đi. Nhưng em ơi nhất chọn làm chi mà để cho anh cứ đi đi về về, dứt sâu anh nhất gạch cứ về làm dâu khác tình, nhưng em đây chỉ về với anh thôi. Và sự có mặt rất đông đủ của toàn thể quý đại biểu khách quý, quý quan viên hai trường họ đã không quản đường xá xa xôi, cùng bất chút thời gian và mong trở về đến trung tâm hồn kính của gia đình họ nhà trai chúng tôi, với những tình cảm thân thương, với những lời ca tiếng hát, với những món quà vật phẩm, để rồi cùng chúc cho hai bạn như búa có đôi, như chim cốt tổ đẹp như tình duyên mai trúc, mà hạnh phúc cho tới đầu bạc sang nong mà môi bên kề bên nhau. Vâng, và kính thưa quý vị khách quý, đặc biệt trong ngày thống nhất của đời mình, là người cha người mẹ cũng rất vui mừng có những vật kỷ niệm để trao cho các con trong ngày hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu người mẹ quà chú rể sẽ ra có tặng phẩm để chúc tặng cho hai con. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời người mẹ trở ra trung tâm phòng kính của gia đình để có những vật kỷ niệm trao cho các con trong ngày hôm nay, và có những món quà cao quý để trao tặng cho các con. Cùng xin được quý vị có mặt tại trung tâm phòng kính của gia đình, chúng ta tổ chức ra một tay thật trong nhiệt lệ chúc mừng. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi, nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh nghẹn ngào không nói nên. Mùi thơm thuốc lá đường trà thật ngon, chúc mừng con cháu chúng ta, mừng cho hai bạn về trong một nhà. Trong năm ấy, trong năm ấy chọn ngày trung thì nghĩa vợ chồng chọn đạo làm con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Em ơi hãy lắng tai nghe những lời của mẹ của cha già dò. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, để đáp
biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái nên có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay xin báo cáo với các vị, tôi là em ông nội của cháu Hồng Thắm. Hôm nay nhận trách nhiệm của họ hàng gia tộc dẫn cháu về làm dâu con các cụ ở dưới này, và đồng thời là chúng tôi cảm thấy rằng có một cái cảm xúc vô cùng ấm áp, hạnh phúc trong cái ngày vui của các cháu hôm nay. Thay mặt đoàn đại biểu họ nhà trai, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý của họ nhà trai, chúng tôi là họ nhà gái, và xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe đối với họ nhà trai, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, cháu Hồng Thắm nhà chúng tôi trong quá trình học tập và lập nghiệp đã được tìm hiểu được cháu Toàn và các cháu yêu nhau, rồi dẫn đến là làm lễ thành hôn, xây dựng trăm năm hạnh phúc với nhau. Hai gia đình chúng tôi đã có đàm đạo thống nhất và chọn cái ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt và giờ tốt để hai họ chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho cháu. Thưa các quý vị, không có cái gì hạnh phúc bằng là hạnh phúc của con em chúng tôi, mà được các ông, các bà, các bác, các anh, các chị đến chúc phúc như thế này. Chúng tôi cũng rất lấy làm cảm ơn đoàn đại biểu họ nhà trai đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, và cũng mong rằng con cháu chúng tôi từ cái giờ phút này đi, cuộc đời đã bước sang một cái trang mới. Các cháu hãy nhớ lấy những lời chúc phúc của các ông, các bà, các anh, các chị. Các cháu hãy nhớ lấy những lời ca tiếng hát ca ngợi hạnh phúc của các cháu, và thường xuyên vun đắp nó cho luôn luôn xanh tươi. Trên cái diễn đàn này hôm nay, tôi đề nghị cả hai họ chúng ta cùng chúc cho hạnh phúc của các cháu mãi mãi dài lâu và sớm đơm hoa kết trái. Chúc cho cái gia đình nhỏ bé của các cháu hôm nay mới xây dựng sớm no ấm, giàu có, bình đẳng và tiến bộ. Chúc tình cảm giữa hai gia đình thông gia, hai họ thông gia, hai quê hương Hải Hậu và Ý Yên luôn luôn được củng cố và phát triển. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vừa được nghe có những lời phát biểu rất chân thành của một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, thật đúng là nhà gái phát biểu xong rồi, nhà trai cũng có đôi lời cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai nên có đôi lời tác từ. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay là ngày vui của hai gia đình, cũng là ngày hạnh phúc nhất của hai cháu Toàn và Thắm. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà đã tới dự lễ thành hôn của hai cháu. Thay mặt nhà trai, xin cảm ơn tấm lòng của các cụ, các ông, các bà và cô dì chú bác cầu mờ. Chúc các vị mạnh khỏe, hạnh phúc, vui tươi. Chúc hai cháu hạnh phúc,
xứng đáng là dâu hiền dề thảo. Xin cảm ơn. Vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình một lần nữa tôi xin được cảm tạ và biết ơn sự có mặt rất đông đủ và toàn thể quý đại biểu khách quý. Quý cô của bà các đồng chí làm cha làm mẹ cũng như các anh chị và các bạn bè đang đứng thanh niên đất nước hoàn đường xóa xa xôi cùng bất chấp thời gian và mong trở về đến trung tâm hoàng lý của gia đình mọi nhà cha chúng tôi trong buổi vậy một lần nữa thay mặt cho đơn vị này không biết nói gì hơn xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin được kính chúc quý vị chuẩn bị bước sang một năm mới với nhiều niềm vui mới và khi đưa thật đề quý vị khách quý chương trình nghe chúc một ngày phúc trăm năm cho đôi thật trẻ thì còn rất là dài bắt từ nay đến mai đến ngày kia vẫn còn nhưng vì thời gian không thể khác và giờ này tại trung tâm hồng lý của gia đình họ nhà cha chúng tôi một lần nữa ba tổ chức rất được hai người cho đôi gia đình xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin được kính chúc quý vị điều quý cô của bà quý anh chị cũng như bạn bè năm mới thanh niên ra về mạnh khỏe và tràn đầy phúc xin được trân trọng cảm ơn. Dân vương bao câu ca ngày vui của đôi ta bao đêm qua em luôn mơ ngày sẽ kết duyên tiếng pháo nghe rộn ràng tràn ngập muôn hoa hồng trên sắc ma ngập trong kẽ lá đàn chim vui ca mừng duyên mới chơi thôi.